Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Đội Ngũ Trung Tám. Hiện tại là 2 giờ chiều ngày 11 tháng 3, thì là chúng tôi xin giới thiệu video clip là bộ bàn ghế của anh Khỏe tại Hà Tây. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện xong cho anh rồi, tôi sẽ quay một video gửi cho anh. Anh có bận công việc và không đến xem được thì chúng tôi có quay lại một video để gửi cho anh trước khi sơn nước cuối cùng. Đây là hình ảnh sản phẩm nhé. Đây là hai chiếc ghế con. Bên trong là chiếc bàn và ghế dài. Đây là nước lót, sơn lót cuối cùng chuẩn bị để phun bóng. Đây là chiếc văng dài đây. Bộ sản phẩm này là hàng VIP của anh Khỏe, anh sửa chúng tôi. Hàng đặc sắc luôn, dày dặn và gỗ rất là chọn, rất là đẹp. Hiện tại máy đã sắp hết pin rồi nên là tôi sẽ quay một lượt cho chị, không quay được lâu.